Vâng, thì sau đây em cũng test hai con ADC này. Thì ngày nay hiện tại thì chỉ còn một con BRS 3000 mèo vàng đồng thôi nha các bác. Ngày nay đi với ba con BRS 3000 rồi. Thì hiện tại là còn ba con Equalizer, hai con ADC và một BRS mèo vàng đồng. Thì ngày nay em gửi cho ba bác ở ngoài Bắc rồi. Một bác ở trong Nam, một hai bác ngoài Bắc lấy dòng BRS EQ 3000. Hiện tại chỉ còn ba con hai con ADC và một con BRS mèo vàng đồng thôi. Thì giờ em sẽ test để mời các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ đẹp của em nó khi lên đèn. Đây là con ADC. Trước khi vào nhạc thì em sẽ báo những cái tính năng của nó này. Khi chúng ta dùng EQ thì chúng ta phải ấn vào nút EQ nha. Thì con 4 ADC SS412X thì là nó rất nổi tiếng rồi. Mà giá của nó là 11 triệu 500 ngàn. Và con SS215, con này dòng tầm trung, con này giá là 6 triệu rưỡi nha các bác. Đây là phiên bên chỉnh âm thanh, và đây nó có cái cần cần volume này các bác, volume tăng to nhỏ này. Cái này là volume chỉnh đèn. Con 215 thì nó sẽ có cổng ba lăng này các bác. Đây cổng ba lăng nha. Đấy. Nó có đèn tia và đèn nước đèn cần. Đấy, ba lăng này các bác, thì nó hát một bên này. Đấy. Rất là hay. Đấy. Con này thì 2 4 6 8 10 12 14 cần nha. Mà các bác có những con âm ly đời nông 880D, 890D hoặc là những dòng xanh xuôi thì ghép vào rất là đẹp, rất ngầu, âm thanh bạo lực. Đặc trưng của những dòng EQ Mỹ là nó lực ở ba dải nha các bác, mạnh. Không qua lọc nè các bác. Rồi thì test tới đây thôi, thì em cũng dừng video, video cũng đã dài rồi các bác, gần 4 phút rồi. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nha, để sở hữu cho mình một trong những con equalizer nâng tiếng và tăng cường ba dải để dàn âm thanh chúng ta nó trở nên hài hòa và hay hơn.